Nằm trong quan tài, cầu thủ được tạo cơ hội ghi bàn thắng cuối trên dương thế. Qua đời trong những ngày đầu năm 2022. Tiền đạo người Chile Jam Escanda đã được đội bóng tôn vinh bằng cách đưa quan tài đến sân và tạo cơ hội ghi bàn thắng cuối cùng trên dương thế cho anh. Tiền đạo Jam Escanda có biệt danh Negro Manfa là vua phá lưới của câu lạc bộ Paris Saint-Germain ở Chile. Trong những ngày đầu năm 2022, tiền đạo Jam Escanda bất hạnh qua đời. Và để tôn vinh chiến công của anh, đội bóng đã tổ chức một màn chia tay đầy cảm xúc. Chiếc quan tài của Jam Escanda được đưa đến sân và đặt trước khu cầu môn. Một cầu thủ đá quả bóng vào chiếc quan tài, khiến bóng dội ngược lại và đi vào khung thành. Đây được xem là bàn thắng cuối cùng trên dương thế của Jam Escanda. Khi bóng vào lưới, mọi người đồng loạt vỗ tay, họ reo ăn mừng như từng chứng kiến Jam Escanda ghi bàn vào lưới đối thủ trước đây. Nhiều cầu thủ còn tiến đến ông chầm chiếc quan tài để hô to và bật khóc. Rất nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh này. Đoạn video về màn tôn vinh kỳ lạ này được lan truyền trên mạng xã hội sau đó và rất nhiều tờ báo lớn ở châu Âu đã đăng tải. Bàn thắng cuối cùng của anh ấy từ quan tài, sự tôn vinh to lớn mà đội bóng dành cho anh ấy, báo thể thao Marca viết.